Ok, thì giờ mời bạn đã trở lại với channel của mình nha. Thì cái clip hôm nay thì có vẻ cũng nó cũng sẽ ngắn ngắn thôi để mình update thêm cho các bạn vài thứ mà. Hey. Mà mình cũng không biết bắt đầu ở đâu đó vì mình thì thường là mình làm clip ngẫu hứng lắm. Mấy hôm nay cái tình hình dịch bệnh gì nữa thì cũng chia sẻ luôn là cái dịch bệnh này á thì đối với các bạn thì một số bạn có mấy nhà thì ở nhà thì ngồi nhiều lúc ở y chơi game rồi cũng cũng nhàn lắm, nhưng mà mình thì không có. Trời, mỗi mình bây giờ thì mình không có học trên Sài Gòn nữa mà mình đi về nhà rồi thì nghỉ dịch như thế này đó là mình phải chăm sóc ông bà của mình ghê lắm. Tại mấy ngày trước nó cũng còn cách ly xã hội nữa, là người giúp việc cũng đâu còn ở đâu, cho nên mình nhiều lúc mình cũng phải đi qua mình phụ gia đình không á, nên nhiều lúc cũng chẳng có rảnh gì lắm đâu mà để chú ý về mấy này lắm đâu. Nhưng mà đợi lại là mấy cái comment trên Steam của mấy bạn á thì ai mà có hỏi đó thì mình cũng cố mình rẹp cho hết. Và một số bạn nha, mình cũng nói thật nhau, mình nhiều lúc bạn nhắn bên Steam của mình nó nhiều lúc mình cũng không có biết đâu, tại mình đang bật cái chế độ gọi là im lặng cực kỳ luôn á, để không có ai mà kiểu quấy rầy mình á. Giống như các bạn thấy có mấy bạn mà mới cài Steam vậy đó thì cứ mỗi lần mà chơi với người khác á, mấy người khác bạn các bạn chơi á thì nó cứ hiện lên đã đang chơi mà mình là ẩn hết. Rồi mấy cái thông báo hay gì mà của tin nhắn hay cái gì đó là cũng im hết luôn. Và nhiều lúc thì các bạn nhìn thấy mình thì đang on đó nhưng mà các bạn thì không biết đâu, bởi vì mình để cái chế độ invisible này nè, là nó gần như là tương tự với lại offline ấy, nên nhiều lúc các bạn cũng không thấy mình đang là làm cái gì đâu. Nhiều lúc phải nói thiệt là đang chơi luôn đấy, đang chơi game đấy. Thì có một số bạn hỏi là nào có không, hồi kỳ mình nhớ lâu rồi, tầm 2 tháng 2 3 tháng trước là bạn nó hỏi mình là hình như là cái phần một workshop như thế này nè là nó có cách để nó xóa cái này rồi, nhưng mà thực chất mình đi tìm rồi là mình không thấy. Mình cứ lên mấy cái Steam diễn đàn của Steam luôn, nhưng mà những người đó là có một người làm được nha, nhưng mà kiểu như là nó phải cần một cái gì đó, nó kiểu như là nó cần cái trình độ kiểu như là làm Photoshop á, kiểu cao lắm, mà mình mà chỉ nữa là rất là mất thời gian, mà nhiều lúc mình nói chuyện thật luôn mình là mình không làm được như theo người ta luôn á. Tại giờ là làm phải cực kỳ là cầu kỳ, mà chỉ có số ít thôi, chứ còn những cái cách mà đơn giản á, thì nó lại thì nó vẫn có còn một cái ô như thế này nè, ai làm cũng bị hết á, nó chưa có cách làm á. Đối với mình là vậy thôi. Thì nếu như bạn nào mà có cái diễn đàn Steam nào đó mà thực sự biết về vấn đề này á, thì có thể liên hệ với mình, rồi sau đó mình sẽ học hỏi và sau đó làm clip lên chỉ các bạn thôi. Thì mục đích cái channel mình nó như vậy mà, biết được cái gì là làm cái đó chỉ cho các bạn, để nhiều lúc có vài bạn không có thắc mắc á. Tuổi dần con 21, mẹ 4 mày 21 tuổi rồi, mẹ tuổi con đỉ đấy. Thì vậy thôi nha, chứ mình thấy cũng cho nhiều người mà mình cứ đi tìm, mà cứ mỗi lần mình để ý mình đi tìm nó mà mình cũng chẳng thấy ai mà làm gì, mình cũng nhìn cũng thấy khó chịu lắm chứ bộ, chứ đâu phải mình các bạn đâu, nhưng mà thực chất là mình thực sự là mình không thấy này nè. Vài người thấy cũng mới chỉ đâu, có mấy cái YouTube mấy ông nước ngoài cũng mới làm lên khoảng 1 2 tháng trước, nhưng mà cũng cũng có cái hình này, không thể nào mà khác được, khó hiểu. Ga bên này khó xử thiệt. Rồi có một số còn cái một số bạn thì nhắn, nhưng mà nhiều lúc các bạn cũng mình cũng để lưu ý cho các bạn luôn nè, là nếu các bạn có nhắn mình cái gì á mà hỏi vấn đề nào á thì đừng có ghi nhiều ra, nhưng mà ghi một cái phụ pha, ghi một cái comment lên đây là anh ơi em cần giúp ở đây đây đi đó. Thì nhiều lúc mình em nói để em đã nhắn tin cho anh rồi ở đây hay cái gì đó thì nói vậy đi, chứ nhiều lúc mình để lên này nè cái hỏi à mình thấy có người nhắn, cái sau đó ví dụ hôm này đi mình thấy có người nhắn cái mọi mình bấm vào coi tin nhắn, mình coi xong vấn đề đó, nhưng mà nhiều lúc là mình không có ở nhà đó, mình đang ở bên ngoài đường hay là đang đi học hay là đi đâu đó, cái mình check đó xong cái mọi nói à rồi mình sẽ nhớ cái người này và mình về nhà mình sẽ rep người này, nhưng mà hồi nó về nhà mình có nhớ mẹ cái tên của các bạn đâu. Thật sự cái bạn nhiều cái bạn cái tên nó như thế này đi, à cộng như thế này thì làm đích gì mà mình nhớ được, đúng không? Mà có nhiều người là chơi nguyên cái mục vàng chữ nhật này ra thì làm gì mình nhớ được, có mấy ông trong phố khoảng chục ông trong phố kiểu cái list friend của mình là cũng toàn cái tên chữ nhật này không, làm sao mà mình biết được người nào người nào. Nên nếu bạn nào mà thật sự đang cần hỏi cái vấn đề nào đó, thì cũng chịu khó giúp mình nha, comment vào cái profile của mình để nhiều lúc mình biết kêu mà mình về nhà cái nó vẫn còn ở đây nè,
chứ còn tin nhắn nó hiện đúng một lần cái nó bỏ qua luôn, nó cái nó mất tiêu luôn à, mình không để ý được cái đó, cay vậy được. Rồi cái thứ ba mình nói đó, có một bạn hình như hồi đi kỳ mình cũng nghe đâu nói là có một cái comment, tự nhiên cái mình mới, tại vì cái YouTube này nó kỳ lạ đó, là nhiều lúc cũng không có, nó cũng không có hiện lên hết những người nào mà từng comment vào cái profile của mình, cái YouTube của mình, nên nhiều lúc mình cũng không biết đâu đường đâu mình rệp nữa. Thì hình như là cái video này thì phải, có một bạn hỏi dạo này mình có ổn không nào bác, thì nhìn nghe thấy cũng hỏi cũng thấy cũng tội, nhưng mà thực mình sẽ có một cái video mình nói về cái này, nó cũng kiểu quan ta, nó cũng riêng tư tí xíu, nhưng mà mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn đó. Rồi có một cái video nào nữa đó mà hồi nữa mình coi lại thì mình cũng thấy mình sai một phần chứ không phải là mình không sai. Mình cũng nhớ là cái video này mình sẽ nói về cái vấn đề này, mà mình cũng không phải, mình cũng là người mà kiểu như nóng tính lắm chứ không phải là bình thường được, cách suy nghĩ của mình đó. Tự nhiên cái bữa đó là các bạn này bạn đã hỏi như thế này, phim mà sao để mua phải đại ca, thế là bữa đó chả biết sao mình cọc hay là cái quỷ cái đéo gì đó, mình đang bị cái đéo gì lúc mà hồi này là khoảng 1 năm trước rồi, mình ở trên Sài Gòn á, thì mình có kiểu như là mình hình như là mình đang bực cái gì bên ngoài đó, cho nên mình nói thẳng là mình giống như là mình chửi bạn đó luôn vậy đó, mình kiểu hà tiện đến mức như vậy à, thế này nó mình đưa cho này, và thậm chí là mình còn ghim luôn cả ở đây nữa để cho những người nào ở bên dưới á, thì kiểu như là đừng có hỏi vấn đề này nữa. Tại vì lúc đó mình suy nghĩ á, là tại vì cái kiểu như là cái gì nó free á, thì mình ghi thẳng ra ở đây rồi, thì thật chứ cái video làm gì mà, thì nó chỉ là tải cái artwork mà người ta đã tự làm sẵn cho các bạn thôi, và cái việc của các bạn á, là mua cái hình nền như thế này bên ngoài là nhiều lúc nó cũng không có đáng bao nhiêu đó. Thế là bạn này bạn đã hỏi nhắn tin như thế này, mà thực chất là mình không thấy được cái này nha, sau đó mình mới cái này thế cái này nè, nhưng mà sau đó mình mới rẹp lại như thế này nè. Thì nhiều lúc mình cũng nói chung là trong mấy cái chuyện được sống như cuộc sống á, thì mình nhiều lúc mình cũng không có được bình thường lắm đâu. Cái lúc mà cái video mà mình làm về cái riêng tư của mình á, thì sau về kiểu như 2 3 video sau này á, thì mình sẽ nói về vấn đề này chứ không phải không, nói nhẹ hơn là như là mình có bệnh về tâm lý chứ không phải là không có, đã đi khám rồi bác sĩ cũng nói rồi chứ không phải là không có. Cho nên bởi bởi một số cái gì ta, nhiều lúc mình stress cái thứ này thứ nọ, cái sau đó mình nói chuyện với bạn bè của mình như thế này như thế nọ, cái làm người khác nghĩ sai như thế này, thực chất là mình đâu có muốn nói gì người ta đâu, nhưng mà theo cách nghĩ của người ta đó thì là mình giống như là mình đang đá xéo người ta, hay là người ta không thích cái chuyện đó mà người ta không nói ra được á, thế là bỗng dưng cái tự nhiên cái mình mất bạn một cách nào đó rất là xẩm kích. Mà không sao, tại vì cái này là lỗi của mình chứ không phải là lỗi của ai hết đó, nhưng mình chịu, nên bây giờ thì mình cũng hạn chế tiếp xúc với người ta lắm. Mình đã kiểu như là lúc trước là mình đã hạn chế tiếp xúc, là mình đã giống như là chỉ đi học rồi về nhà, giống như tự biết cách ly ở nhà thôi vậy đó, chứ còn bây giờ là giống như cách ly xã hội như thế này nữa thì đi mẹ đít biết rồi, ngồi ở nhà mình chỉ có cái máy tính này là mình cứ ngồi mình cứ chơi game đó suốt thôi, chơi game là xong cái đi ra ngoài ngồi làm chuyện gia đình các thứ rồi xong hết ngày. Thôi thì giờ cái video nho nhỏ vậy thôi nha, thì mình cũng không biết có nên chép nhạc gì không nữa, chắc thôi khỏi ha. Thì các bạn nói chung mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái video cái kênh của mình nha, video kênh của mình đằng là không vì mục đích kiếm tiền hay gì hết, chỉ có thể giúp được người nào đó người đó về cái gì vấn đề nào đó thôi, hoặc nhiều lúc làm chơi thôi chứ không có kiểu tạo ra thu nhập hay các thứ mà phải để tạo cái gì đó, nói chung mình cũng không biết dùng từ sao nữa, thôi cũng cứ bỏ qua đi ha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình nha. Bye bye.